Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Leo Trung Vlog. Sau đây là bản tin giá vàng ngày mùng 5 tháng 9 mà chúng tôi cập nhật được vào chiều ngày hôm nay. Giá vàng ngày mùng 5 tháng 9 trong nước neo ở mức cao, thế giới lỡ mốc 2.000 USD, gấu phố qua trở lại, thị trường tiếp tục chịu áp lực. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn 2 triệu đồng trên một lượng. Cách biệt giá vàng trong nước và thế giới được kéo giãn liên tục do giá vàng thế giới giảm mạnh hơn trong khi giá vàng trong nước giảm chậm. Trong phiên giao dịch cuối tuần, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC chốt phiên ngày 4 tháng 9 lúc 18 giờ 30 phút ở mức 55,85 triệu đến 56,82 triệu đồng trên một lượng mua vào ở chiều mua vào và bán ra. Giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày hôm trước. Chênh lệch giá mua bán hiện là 950.000 đồng trên một lượng. Thị trường trong nước nhận định tạm thời không có nhiều điều chỉnh do giới đầu tư vẫn đang tiếp tục nghe ngóng những biến động và tin tức mới trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng đã lỡ hẹn không thể phục hồi và vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 2.000 USD. Trong tuần này, như kỳ vọng, xu hướng giá vàng chưa rõ nét, thị trường dao động nhẹ lên xuống trong các phiên. Ghi nhận vào lúc 18 giờ 30 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,48% lên 1.940 USD trên một ounce, trong khi trước đó có phiên giảm so với lúc mở cửa, vàng giao tháng 12 tăng 0,41% lên 1.945 USD trên một ounce. Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank là 23.270 đồng. Giá vàng thế giới tương đương 54,39 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 2,43 triệu đồng trên một lượng so với mức vàng trong nước. Hiện tượng cách biệt giá vàng trong nước thế giới nới rộng liên tục do giá vàng thế giới giảm mạnh hơn trong khi giá vàng trong nước giảm khá chậm. Cụ thể, tính từ đầu tuần, giá vàng thế giới đã giảm 55 USD trên một ounce, tương đương với 1,54 triệu đồng trên một lượng. Tuy nhiên, giá vàng trong nước chỉ giảm 1,05 triệu đồng trên một lượng. Lý do giá vàng trong nước neo ở mức cao là giá thế giới đi ngang và các doanh nghiệp kinh doanh vàng đều thủ thế đề phòng trường hợp giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại trong phiên cuối tuần. Ngoài ra, hiện nay lượng người bán ra đang rất ít, các công ty vàng cũng không chủ động được nguồn hàng. Do vậy, giá bán vàng miếng SJC khó giảm mạnh. Trước đó, giá vàng trong nước đã chênh cao so với giá vàng thế giới, nên việc giá vàng trong nước giảm chậm hơn giá vàng thế giới khiến chênh lệch giá trong nước và thế giới ngày càng tăng. USD tăng giá đã đưa vàng vào đà giảm phổ biến trong tuần này. Lý do giá vàng thế giới đột ngột tăng trở lại vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9 là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, sự sụt giảm của chứng khoán toàn cầu và dữ liệu không như mong đợi của bảng lương phi nông nghiệp Mỹ khiến thúc đẩy nhu cầu nơi trú ẩn an toàn cho dòng vốn, trong đó kim loại quý là ứng viên hàng đầu. Thị trường chứng khoán châu Á trượt mốc sau đợt bán tháo mạnh nhất ở phố Hoa kể từ tháng 6, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang trải qua mức giảm hàng tuần lớn nhất trong gần 3 tháng qua. Lợi suất trái phiếu giảm khiến chi phí cơ hội của việc giữ vàng không lãi suất giảm đi, vì thế nhu cầu mua vàng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, lý do khiến vàng khó tăng giá cao hơn trong lúc này là vì giá trị đồng USD, một trong những yếu tố hạn chế đà tăng của vàng, chính là chỉ số đồng USD giữ ổn định so với các đồng tiền tệ khác và đang đi đúng hướng tốt nhất kể từ giữa tháng 5. Tâm lý thị trường vàng thay đổi khi gấu phố Hoa quay trở lại, đồng USD mạnh lên một cách khá vững chắc. Giới chuyên gia quốc tế nhận định giá vàng thế giới đang chịu nhiều tác động trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng hơn với các biến động của nền kinh tế Mỹ và thế giới. Sự dao động ở mức giá hiện tại đã liên tục tạo ra áp lực bán mua đáng kể
thị trường có vẻ đang và sẽ tiếp tục xảy ra thế giằng co. Trong ngắn hạn, giá vàng được một số chuyên gia dự báo có thể đi ngang để củng cố sau đợt tăng chóng mặt lên mức cao kỷ lục vào đầu tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, về dài hạn, vàng được dự báo vẫn có xu hướng tăng. Theo khảo sát hàng tuần mới nhất của Crypto News, tâm lý trên thị trường vàng đang bắt đầu có chút xáo trộn khi giá vẫn bị mắc kẹt trong một mô hình củng cố. Các nhà đầu tư bán lẻ vẫn lạc quan vào vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tâm lý của các nhà phân tích phố Wall có vẻ đã thay đổi. Sau một tuần, xu hướng bear giảm giá đã trở lại, tỷ lệ bỏ phiếu theo hướng này chiếm đa số. Ngay lập tức, nhiều nhà phân tích coi giá thấp hơn trên thị trường là cơ hội mua vào. Rick Vecchio, chiến lược gia tiền tệ cao cấp tại DailyFX.com, tin tưởng vào các điểm neo cơ bản trên thị trường vàng vẫn còn mạnh mẽ. Còn chủ tịch của Blue Line Future, Bill Bezos, cho biết: "Tôi muốn giá vàng giảm xuống để có thể nhảy vào và mua nhiều hơn." Tuần này, 15 chuyên gia phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát mới nhất của Crypto. Kết quả là chỉ còn 4 trên 15 chuyên gia, tương ứng với 27%, dự đoán giá vàng tăng. 9 trên 15 chuyên gia, tương đương với 40%, cho biết họ kỳ vọng giá sẽ giảm. 5 chuyên gia còn lại, tương đương với 33%, cho ý kiến trung lập với giá của kim loại quý này. Tuy nhiên, điều khá khác biệt ở tâm lý của các nhà đầu tư trên Main Street vẫn rất lạc quan. Tổng cộng 1.263 phiếu khảo sát đã được thực hiện trong cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street. Trong số này, 738 người được hỏi, tương đương với 58%, tin giá vàng tăng trong tuần tới. 272 người, chiếm 22%, cho rằng giá sẽ thấp hơn. Trong khi 253 phiếu còn lại, khoảng 20%, cho ý kiến trung lập. Ở tuần trước, cả phố Wall và Main Street đều tin tưởng vào xu hướng tăng, thậm chí cả các nhà phân tích và giới đầu tư đều đã kỳ vọng giá sẽ bám trụ ở mức 2.000 USD trên một ounce. Trên thực tế, thị trường có kiểm tra ngưỡng kháng cự 2.000 USD, nhưng sau đó bắt đầu suy yếu do niềm tin mới của đồng USD. Và kim loại quý này đã phải chịu áp lực bán ra đáng kể. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 đã kết thúc tuần này trong vùng tiêu cực. Giao dịch cuối cùng đã giảm khoảng 2% kể từ cuối tuần trước.